Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên hiện đang điều tra xác minh vụ tai nạn giao thông đường bộ có nội dung như sau. Khoảng 16 giờ 15 phút ngày 22 tháng 6 năm 2024, tại km 17 890 quốc lộ 5A, chiều đường Hải Phòng, Hà Nội thuộc địa phận thôn Hồng Thái, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô biển kiểm soát 50H2680X do anh Trịnh Văn Bình, sinh năm 1999. Hộ khẩu thường trú thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, điều khiển đi hướng Hải Phòng, Hà Nội với xe mô tô biển kiểm soát 89F1-4079X do anh Lê Văn Thạnh, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú thôn Tráng Vũ, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, và một xe mô tô kiểu dáng xe Honda Way màu sơn xanh không rõ biển kiểm soát do một người đàn ông mặc quần áo tối màu, đầu đội mũ vàng điều khiển đi ngược chiều đường Hải Phòng, Hà Nội. Hậu quả, anh Lê Văn Thạnh bị thương, được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội cấp cứu, sau đó tử vong tại bệnh viện. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm thông báo ai là người biết vụ việc, chứng kiến vụ tai nạn hoặc có camera ghi nhận được nội dung vụ tai nạn giao thông trên, đề nghị thông tin về Công an huyện Văn Lâm. Ngày 3 tháng 7, Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát, đội cảnh sát giao thông đã phát hiện và bắt giữ Trần Hứa Nam, sinh năm 1991 ở huyện Đức Trọng, là đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy. Theo đó, tối ngày 1 tháng 7, trong lúc tuần tra kiểm soát, đội cảnh sát giao thông huyện Di Linh phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm. Tổ tuần tra đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên đối tượng này tăng ga bỏ chạy. Tổ tuần tra đã dùng biện pháp nghiệp vụ buộc đối tượng phải dừng xe. Tại cơ quan công an, Nam khai nhận xe mô tô trên là do trộm cắp và đang trên đường chạy xuống thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Được biết, đây là đối tượng từng có 4 tiền án, tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng và trộm cắp. Đối tượng này vừa mới ra tù được 6 tháng. Đội cảnh sát giao thông Công an huyện Di Linh đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an huyện Đức Trọng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 3 tháng 7, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Tuấn Kiệt, 20 tuổi, trú tại phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này là anh PVT, 24 tuổi, trú tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột. Theo điều tra ban đầu, ngày 18 tháng 12 năm 2023, vợ của anh T có xảy ra mâu thuẫn cãi nhau trên mạng xã hội Facebook với người yêu của Kiệt. Sau khi biết chuyện, Kiệt đã lấy điện thoại của người yêu rồi nhắn tin cho vợ anh T hẹn ngày hôm sau sẽ đánh nhau. Đến khoảng 14 giờ ngày 19 tháng 12 năm 2023, anh T cùng vợ đến nhà người yêu của Kiệt ở phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, giữa Kiệt và anh T xảy ra to tiếng rồi dẫn đến đánh nhau. Kiệt lấy từ trong túi áo một khẩu súng ngắn dạng súng rulo bắn liên tiếp về phía anh T. Hậu quả, anh T bị bắn trúng 3 phát đạn vào người và bị thương tật 24%. Tại cơ quan công an, Lê Tuấn Kiệt khai mua khẩu súng trên mạng xã hội với giá 2,5 triệu đồng. Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Ngày 3 tháng 7, mạng xã hội chia sẻ đoạn video giọt nước mắt của người thân khi tìm thấy hai bé trai mất tích tại xã Hoàng Liên, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Trong video, người đàn ông xúc động bật khóc và ôm chầm một trong hai bé trai. Đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Người đăng tải video cho biết người thân đã đón hai bé trai tại trường tiểu học Lao Chải sau 3 ngày tìm kiếm mòn mỏi. Ông Lô A Seng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Liên cho hay, từ chiều ngày 29 tháng 6, chính quyền địa phương nhận được tin báo của gia đình về việc hai cháu Lý AP, 10 tuổi và Lý AS, 7 tuổi, dân tộc Mông, trú tại thôn Lao Hàng Trải, xã Hoàng Liên, đi bắt cá tại suối Mường Hoa, nghi mất tích, không liên lạc được. Các lực lượng chức năng thị xã Sapa đã huy động người hỗ trợ gia đình tìm kiếm hai bé trai dọc suối Mường Hoa, từ địa phận thôn Lao Hàng Trải đến lòng hồ Thủy Điện Sử Bán 1. Đến 6 giờ ngày 2 tháng 7, bảo vệ trường tiểu học Lao Chải đi kiểm tra các phòng học thì nghe thấy có tiếng kêu cứu ở trên mái tôm tầng 3 của khu phòng học. Khi kiểm tra, người này phát hiện hai cháu bé mắc kẹt trên đó. Ngay sau khi tìm thấy hai cháu bé bị lạc, các nhân viên y tế đã đến kiểm tra sức khỏe, hỗ trợ gia đình chăm sóc ban đầu để ổn định tâm lý cho các cháu.